Thư thứ nhất của Phaolô gửi cho người Thessalonica, chương 1. Phaolô, Silvan và Timôthê gửi cho hội thánh ở thành Thessalonica, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Vả, đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa tới sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin anh em có trong Đức Chúa Trời và đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng, đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau.